khi mà đã tìm đến retinol thì chắc chắn là các bạn sẽ mong muốn rằng da của mình sẽ cải thiện hơn, đẹp hơn, căng bóng hơn và giải quyết gần như hầu hết tất cả những cái vấn đề da mà các bạn đang gặp. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có một cái điều khiến cho các bạn lo sợ, đó chính là bong tróc khi sử dụng retinol. Bởi vì cái việc bong tróc này á, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sinh hoạt của các bạn. Nếu như mà các bạn đi làm, đi học á, gặp những người xung quanh á, mà người ta không biết về cái cơ chế của retinol thì người ta sẽ thắc mắc, người ta sẽ hỏi, người ta sẽ bàn tán, nói ra, nói vào. Rồi nếu như mà những bạn nào mà có làm những cái công việc liên quan tới makeup á, thì cái việc bong tróc nó cũng sẽ khiến cho các bạn không thể nào makeup được. Nói chung đây cũng là một cái điều mà mình biết chắc chắn rằng nó rất là phiền phức đối với các bạn. Và một cái điều mà các bạn sẽ thường hay đặt câu hỏi với mình á, là chị ơi, đối với cái sản phẩm retinol này thì nó có gây bong tróc hay không? Và một cái sản phẩm retinol được quảng cáo sẽ không bong tróc da thì sẽ rất là thu hút với các bạn. Và nếu như có một sản phẩm mà được quảng cáo như vậy thì các bạn sẽ mua rất là ồ ạt luôn. Mình thấy rằng cái lượt bán đối với những retinol nào mà chọn một cái lời PR là không bong tróc á, sẽ rất thu hút luôn á. Và nhưng sau đó, cái hậu sau đó thì chắc chắn là cái sản phẩm đó sẽ được thanh lý rất là nhiều trên các hội nhóm. Vậy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cái lý do tại sao mà chúng ta nên bong tróc khi sử dụng retinol. Các bạn có biết rằng mỗi ngày da chúng ta phải trải qua một cái quá trình tái tạo tế bào không? Sẽ có rất là nhiều các tế bào cũ già cỗi phải chết đi và những cái tế bào mới phải sinh ra. Và cái quy trình lặp đi lặp lại đó của mỗi người nó sẽ kéo dài khoảng tầm từ 30 đến 45 ngày. Đối với những bạn nào trẻ thì cái quá trình đó nó sẽ khoảng từ 25-30 ngày. Còn đối với những người lớn hơn thì sẽ tầm từ 40 đến 45 ngày thì nó sẽ hoàn tất một cái quy trình thay mới tế bào. Và khi da chúng ta được thay mới tế bào một cách tốt nhất thì da chúng ta sẽ không gặp những cái vấn đề về sắc tố nè, về những vấn đề về mụn nè, sạm nám nè. Và những cái tế bào cũ khi mà nó chết đi và nó bong hết hoàn toàn trên bề mặt da chúng ta thì da chúng ta mới có được một cái nền da căng bóng và đều màu hơn. Vậy thì đối với những bạn nào đang gặp một số những cái vấn đề của da, ví dụ như là mụn nè, hoặc là sạm nám, sần sùi, da không đều màu, thì rõ ràng là cái quá trình tái tạo tế bào của các bạn diễn ra nó không có được suôn sẻ. Nó đang bị vướng lại ở đâu đó, bị chậm hoặc là bị không bằng cái tốc độ của những người khác. Và khi mà chúng ta gặp vấn đề đó thì chúng ta mới phải chọn retinol, để retinol nó kích thích thay mới tế bào một cách tốt hơn. Khi mà cái quy trình đó của chúng ta diễn ra nhịp nhàng hơn thì tất nhiên là da chúng ta sẽ đẹp hơn và giải quyết được rất là nhiều cái vấn đề của da. Và một trong những cái phản ứng mà thay mới tế bào mà retinol nó giúp cho da chúng ta, đó chính là nó phải kích thích cho những cái tế bào già cỗi sần sùi trên bề mặt da phải bong đi toàn bộ để trả chỗ cho những cái tế bào cũ non nớt dưới đáy da nó được mọc lên và nó thay thế hoàn toàn. Nếu như mà cái tế bào cũ già cỗi á, nó không chết đi, nó không bong đi thì làm gì có chỗ cho tế bào mới được sinh ra và thay thế, đúng không nè? Bong tróc đỏ rát kích ứng khi mà sử dụng retinol đó chính là cái phản ứng của da chúng ta đang sửa chữa. Khi mà da chúng ta đang sửa chữa tốt á, thì phải xảy ra những cái vấn đề đó. Nhưng mọi người cứ yên tâm rằng á, cái cơ chế bong của retinol á, nó là một cái sự bong có chọn lọc. Có chọn lọc ở đây có nghĩa là nó chỉ bong đi những cái tế bào già cỗi sần sùi thôi, chứ không phải là nó bong ồ ạt, bong vô tội vạ như những cái sản phẩm mà kem trộn tái tạo rượu thuốc. Rõ ràng khi nó bong có chọn lọc thì các bạn chỉ bong trong một thời gian đầu tiên của chu kỳ da đầu tiên thôi. Còn sau đó thì các bạn đâu có bong nữa. Như bản thân mình là một cái người đã sử dụng retinol một vài năm rồi, và mình chỉ trải qua cái sự bong tróc đó trong những tháng đầu tiên khi sử dụng thôi, chứ còn đến thời điểm hiện tại mình đâu có bong nữa. Nếu như cơ chế của retinol là bong ồ ạt, bong không có chọn lọc thì chẳng lẽ đến thời điểm bây giờ mình vẫn còn bị bong? Vậy thì cái việc bong tróc này nó rất là cần thiết trong cái việc sửa chữa da cũng như là tái tạo cho các bạn một cái nền da mới. Khi mà cái tế bào già cỗi nó phải được bong đi hoàn toàn để trả chỗ cho một cái lớp da non nớt, thì lúc đó cái bề mặt da của các bạn nó sẽ đều màu hơn, nó sẽ căng bóng hơn và nó sẽ khỏe khoắn hơn. Ngoài ra cái lớp tế bào cũ già cỗi nó phải được bong đi thì nó mới thẩm thấu những cái hoạt chất sau đó, những cái hoạt chất nuôi dưỡng da một cách tốt hơn. Còn nếu như mà đóng một cái lớp sừng dày quá ở trên bề mặt da thì chắc chắn là các bạn có dưỡng bao nhiêu nó cũng sẽ không có thẩm thấu vào da một cách tốt nhất. Vậy thì nếu như mà việc bong tróc nó quá là cần thiết cho một cái cơ chế tái tạo da
một cái cơ chế để cho da chúng ta đẹp hơn, thì đối với một cái sản phẩm retinol mà được quảng cáo rằng là không bong tróc, không đỏ rát, không kích ứng trên da, thì các bạn nghĩ rằng cái retinol đó nó có giúp cho da các bạn đẹp hơn hay không? Rõ ràng đỏ rát da nó cũng là một cái biểu hiện khi mà những cái tế bào non nớt nó lên bề mặt da, nó sẽ hơi nhạy cảm trước ánh nắng và môi trường nên nó sẽ đỏ hơn. Khi mà nó khỏe hơn rồi, nó già hơn rồi, nó lớn hơn rồi, nó đủ sức rồi thì nó đâu còn đỏ nữa. Vậy thì tất cả những cái cơ chế như là từ bong tróc nè, đỏ rát, kích ứng khi sử dụng retinol, nó đều có lý do của nó và nó đều có cái nguyên lý hoạt động của nó, thì nó rất là cần thiết trong một cái quy trình sử dụng retinol. Và cái vấn đề sạm da cũng vậy, mình cũng đã từng chia sẻ với mọi người cái lý do sạm da là cái cơ chế của retinol nó đang phân bổ sắc tố cho đều trên tất cả cái bề mặt da của chúng ta để trả cho chúng ta một cái làn da mịn màng hơn. Vậy thì tất cả những cái phản ứng này nó đều rất rất là cần thiết cho một cái quá trình tái tạo da, sửa chữa da và giúp cho da chúng ta có một cái làn da đẹp hơn. Vậy thì tại sao chúng ta phải né tránh nó và chúng ta phải đi tìm kiếm một sản phẩm để mà làm cho da chúng ta không xảy ra cái vấn đề này? Thật ra có một số bạn cũng chia sẻ với mình rằng là các bạn sử dụng retinol mà không bị bong tróc. Và các bạn hỏi mình rằng nếu như không bong tróc thì da các bạn có đẹp hay không? Mình vẫn trả lời với các bạn rằng là nếu như da các bạn không bong tróc nhưng các bạn thấy rằng da các bạn vẫn tiến triển theo thời gian thì vẫn là ok. Bởi vì một số những cái nền da đó là người ta không có quá nhiều da chết đóng trên bề mặt da thì nó sẽ không bong, hoặc là nó bong rất là mủng, rất là nhỏ thôi và làm cho các bạn không hề thấy luôn và các bạn nghĩ rằng nó không bong. Còn đối với những cái da nào quá dày sừng, quá nhiều da chết, quá cần thiết phải bong thì nó phải bong một cách ồ ạt hơn. Thì nếu như mà các bạn đã quyết định sử dụng retinol thì lời khuyên của mình rằng là các bạn hãy nên sẵn sàng với chuyện đó, sẵn sàng đối mặt với cái phản ứng bong tróc, đỏ rát và sạm da khi sử dụng, và chúng ta thoải mái hơn cái tâm lý khi mà chúng ta sử dụng. Và chúng ta sẽ đọc thật là nhiều review nè, tìm hiểu thật nhiều kiến thức nè, và tìm cách để trải qua cái giai đoạn đó một cách êm nhất, một cách tốt nhất. Và cái tâm lý mà sẵn sàng á, thì cái việc mà đón nhận cái chuyện đó nó cũng sẽ thoải mái hơn và chúng ta sẽ trôi qua một cách nhẹ nhàng hơn. Và sau đó thì chúng ta sẽ có một cái nền da đẹp hơn, mướt mát hơn và đạt được cái mục đích mà chúng ta đã đặt ra ngay từ đầu khi sử dụng retinol. Còn nếu như mà các bạn không sẵn sàng với cái việc bong tróc, đỏ rát khi sử dụng retinol thì theo mình nghĩ là các bạn nên cân nhắc trước khi là quyết định sử dụng retinol, chứ không nên là sử dụng retinol theo kiểu là theo trend, theo trào lưu, để rồi khi xảy ra những vấn đề đó các bạn lại hoang mang, lại stress. Retinol nó chỉ dành cho những cái bạn nào có tính kiên trì và chấp nhận trải qua những cái vấn đề như mình đã nói. Và như mình đã nói là cái việc bong tróc là nó sẽ phải cần thiết phải xảy ra nếu như mà da các bạn phải bong tróc. Vậy thì cái tuyết để mà chúng ta giảm đi cái tình trạng đó hoặc là chúng ta sẽ vượt qua một cách êm nhất, đó chính là các bạn có thể bôi cái kem dưỡng ẩm nhiều lần trong ngày hơn bình thường. Ví dụ như bình thường thì các bạn chỉ dưỡng ẩm sáng và tối, thì trong thời gian đoạn bong tróc á, các bạn có thể bôi kem dưỡng lại khoảng tầm buổi trưa hoặc thêm một buổi chiều nữa. Khi mà cái kem dưỡng ẩm nó bôi lên trên bề mặt da làm cho cái da nó mềm đi thì nó giảm đi cái sự nhìn thấy của người xung quanh trên cái vấn đề da bong tróc đó của mình. Ngoài ra thì khi cái da mình nó mềm đi thì nó bong một cách gọi là nhanh hơn, nó có thể làm cho những cái da chết nó bong nhanh hơn. Ngoài ra còn một cái tip nữa là các bạn có thể sắm cho mình một cái chai xịt khoáng để các bạn xịt liên tục ở trong ngày, thì cái việc mà cái da đang bong đó nó cũng sẽ mềm đi và nó cũng giảm đi cái sự nhìn thấy của những người xung quanh và nó làm dịu da hơn. Và chúng ta cứ kiên trì đi, thời gian bong tróc đó của chúng ta nó cũng sẽ trải qua khoảng tầm 2 tuần, nhiều nhất là 2 tuần, còn nhanh là khoảng tầm 10 ngày cho cái chu kỳ da đầu tiên thôi, chứ không phải là nó ồ ạt và nó lâu dài đâu, nên mọi người yên tâm. Vậy thì sau khi mà mình giải thích cái cơ chế này, các bạn có thấy rằng cái việc bong tróc khi sử dụng retinol nó là cần thiết hay không? Nếu mà đã cần thiết rồi thì lời khuyên của mình là các bạn khi quyết định sử dụng retinol, các bạn nên sẵn sàng với cái điều đó, sẵn sàng đối mặt và sử dụng những cái tip như mình đã chia sẻ để vượt qua cái thời gian đó một cách tốt hơn. Và thời gian nó cũng không lâu đâu mọi người, nó khoảng tầm từ 10 ngày đến 2 tuần thôi. Và sau đó da chúng ta sẽ đẹp hơn. Vậy thì khi mà chúng ta đã hiểu được cái cơ chế đó rồi thì chúng ta sẽ đối mặt với cái việc này một cách thoải mái hơn, tâm lý chúng ta sẽ thoải mái hơn. Và có nếu như mà có người nào xung quanh người ta có hỏi về vấn đề này, người ta có thắc mắc về vấn đề này, thì chúng ta cũng sẽ tự tin hơn và vượt qua được những cái lời nói ra nói vào đó một cách gọi là tốt hơn.
Khi mà các bạn chọn một sản phẩm retinol á, thì các bạn nên chú ý vào cái cơ chế hoạt động, thành phần sản phẩm cũng như là cái thương hiệu cũng như cái nồng độ để phù hợp với cái vấn đề da của chúng ta, chứ không nên đưa cái tiêu chí không bong tróc của một sản phẩm retinol lên một cái tiêu chí đầu tiên để mà làm căn cứ để các bạn chọn sản phẩm. Bởi vì như mình đã giải thích cái cơ chế rồi, vậy thì cái tiêu chí không bong tróc của một sản phẩm retinol nó không làm một cái gì hết, nó không phải là một cái tiền đề để cho chúng ta chọn sản phẩm. Mà các bạn hãy chọn một sản phẩm retinol mà phù hợp với làn da của mình nhất, phù hợp với nhu cầu của điều trị của mình nhất mới là tiêu chí quan trọng nhất mọi người nha. Mình rất là cảm ơn mọi người đã xem đến hết video hôm nay. Nếu mà các bạn cảm thấy đây là một cái video hữu ích thì các bạn có thể cho mình một like, share và subscribe cho kênh YouTube của Thuyên để không bỏ lỡ thêm những cái video hữu ích mà Thuyên sẽ ra trong thời gian sắp tới. Bye bye.